Rồi rồi, sao đang nghe cô vậy? Sao đang nghe cô đi? Sao đang nghe cô? Sao đang nghe? Ờ, trời ngoan quá. Tại gọi đứng đây lì xì cho tiền mai đi học nè. Đứng đàng hoàng lấy tiền mai đi học nè. Xì hai tay ra con, xì hai tay ra. Xì hai tay ra. Ồ trời, xin tiền làm lẹ dữ ha. Khi nó chào nó không có chào chứ. Nó xin tiền làm lẹ dữ. Ừ, cho 50 cái bánh nha. Cảm ơn cô đàng hoàng, cúi đầu chào. Ờ, ờ. Cần người thân dịch. Xin chào mọi người đang xem kênh Về Quên TV của Tiên nghe. Hôm nay Tiên với lại My đi lại cái vườn dâu của cái chị người Việt Nam kia để quay hái dâu cho mọi người xem nè. Mà trên đường đi thấy cái đường hoa anh đào rất là đẹp luôn mọi người. Chào mọi người, Mai Hiệp à. Xin chào. Chào. Đây là con của chị chủ vườn dâu người Việt Nam mình nè chị. Vô chị, vô em chị luôn. Chị không vô rồi, chị ngại rồi. Chị mấy đứa con chị? 4 đứa. Còn đứa ở đâu? Đứa nó đi chơi với bạn. Ờ à, trời, ba đứa con đẹp gái. Nhất là con bé này ngoan. Ờ, nó hỏi cho con chó đẻ. Ờ đâu con chó đẻ đâu? Trời, bố trời. Đẻ. Ờ, đẻ, nó đẻ hồi nào hả chị? Đẻ mới mấy ngày cơ. Ờ quá trời, nó bò lúc nhúc lúc nhúc, nhìn thấy cưng không? Ôi mày sợ. My có muốn nuôi không? Xin con về nuôi nha. Ôi, chừng nào mà có nuôi chị cho nè. Nó bự bự đi, nó bắt lên chị cho. Ai, ảnh là sao chín chứ là kèn chánh à. Ai, em dạ. Hai đứa này nó khoái qua YouTube nên là nó đi theo. Bạn bé này á, nhỏ hơn Hà Vui 1 tuổi nha. Nhưng mà vui vẻ lắm. Hai sinh đôi với chị áo xanh lúc nãy. Mà chị áo xanh kia thì nhút nhát với hơi nhõng nhẽo hơn. Còn chị này vui vẻ hoạt bát hơn nè. À, mà cười tươi suốt luôn. Ý đưa mi mùa hè á. Patala. Gì? Gì? Havana hả? Patala. Ý đưa mùa đây. Patana. Patana. Thana. Thana. À, Patana. Thana. 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 Thana chocolate. Thana chocolate. Nhỏ này nó nói Thana chocolate. Rồi con tên gì? Ý đưa mi mùa hè á. Còn Thak Soyun. Soyun. Nè. Này, ý đưa mi mùa muốn chết à? Mình là. Quá, mà sao bà? Ý đến mình đây. Im về quên. Vườn dâu của chị Phương. Đây, Sương Sương. Nguyên khu này là của chị. 7 house. Dưới nhà nãy mà 4 sượt đó là 14 house. Giờ mình sẽ đi hái dâu với nghe. Tay ghi tay chú xe à? Cách chị tay ghi tay. Cách chị tay ghi tay chú xe à? Bà này là đẻ sao bà nãy đúng không? Bà này nè. Bà này bự đó nhưng mà bà chị mới mua bà đẻ. Vậy đó hả? Đẻ đi ta cho. Ờ thôi. Bữa nay có ăn rồi khỏe rồi. Trời ơi có nguyên cầm điện thoại đi thôi. Bữa nay tính đâu là ô ta ta rồi ba đứa con nhờ giữ ba đứa con gái ta nói ba đứa con gái ta nói như ba hũ vàng trong nhà vậy. Bữa nay tính là đi hái dâu mà nó đâu cho hái đâu, đi tới đâu nó hái hết trơn tới đó nó, mình chỉ đứng lụm rồi lần hồi có dâu vàng là được. Cầm không con đi mua tôi lên tôi chút á. Ờ không cho cầm luôn. Ai ai cho nó cầm cái gì, cho nó cầm đi. Trời ơi em mau rẽ đường này đi, mình đi bẻ đường kia vậy nó mới mau đây. Em nghĩ là mấy mốt chị là phải mở thêm 10 cái house nữa cho mấy đứa con của chị nó hái. Mình không cần phải thuê nhân công nha chị. Ừ, tụi nó sẽ tự hái cho mình hết luôn. Ừ. Cháy, ừ, dỗ ta. Ừ. Ồ, con mau ơi, mất rồi trời ạ. Ừ. Ngon rồi đó. Cảm ơn con nha. Cảm ơn. Dạ, nó dạ vậy ạ. Đây là hoa dâu tây và dâu tây. Mình sẽ ăn để coi ngọt không nha. Cái này tuy xấu xí nhưng mà nó ngọt nè. Giống như tu vậy đó. Các con đâu rồi? Mình giống như là
Tôm Ngộ Không ở quả Diệm Sơn gì đó. Wow. Sống này chấm muối ngon lắm, như ăn ổi gì đó. Ồ, ăn muối ớt đấy ha. Ừ. Chấm ớt của mình lát còn trong xe đúng không ơi? Lát về đặng mình sẽ chấm ớt ăn cho mọi người. Dầu tay sống chấm ớt là bá cháy. Trời ơi, tôi đứng đây chưa được 3 giây đến bố mẹ con bả guồn tới guồn lui được hai thao. Wow. Mày bữa nay lấy thao về ăn nha. Nha. Trả lời. Dạ. Gật gật gì? Mướt ai đâm ngon quá ta. Mày đâm đó hả? Cay lòi. À không, cay rất cay. Lần đầu tiên mà tao ăn dâu sống chấm mướt luôn á. Ngon quá. Làm trái nữa. Mấy trái mà nhìn nè, ăn nó giòn cực kỳ luôn á. Giòn mà ngon. Đang thèm chua mà gặp mấy cái này nữa. Thôi, ăn như đây đủ rồi. Còn chừa cho người ta bán 3 trái thôi, đi Mi ơi. Mình chị chạy ngã nghiêng chắc đổ không còn hột quá. Không. Chuyên nghiệp ha. Mình lái xe chuyên nghiệp mà chị ha. Thử thách hai thao dâu đầy bỏ trong cốp mà chạy về tới nhà mà không gớt cái nào ra ngoài thì em cấp cho chị cái bằng lái xe tải luôn nha. Coi con cái này làm sao chị? Trời ơi, con này nó giận ngày 7-7-4-4-4-4-9 lần. Giận ngày 1800 quận. Giống ai kia? Giống ai vậy ta? Còn bà này là bà Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Rất vui vẻ, nhiệt tình, lúc nào cũng cười hề hề rồi nắm tay đi như là tôi là mẹ bà vậy đó. Mi ở đây nghe, Mi ở lại đi chứ ai cho Mi về trời. Ai cho nó về đâu. Ở tỉnh của mình đẻ 4 đứa người ta cho nhiêu chị? Đứa thứ ba trở lên là cho 10 triệu. 10 triệu là ít chứ em giờ em nói mày nghe nó bây giờ cho nhiêu mi? Bây giờ nhiều lắm. Nhưng mà ở tùy theo huyện, tùy theo tỉnh nữa, dạ. Giống như tỉnh ở trên tỉnh Ninh Trơn á, nhiều. Mi mới đứa thứ hai mà được 11 rồi kìa. Mà chị thì nhiều năm gì trước rồi. Chị nhiều mấy năm gì trước rồi. Bây giờ chị đẻ nữa là được mấy chục đó. Trời ơi. Tại đây chị là đứa thứ năm đó. Chị vừa đẻ nữa chắc người ta nói chị có vấn đề đó. Trời, mình thích thì mình đẻ thôi chứ. Mẹ chồng chị đồ, chứ chồng chị đồ sợ lắm, nói mày làm ơn giùm tao, sợ chị đẻ đó. Nhà có hai chị em dâu hà, mà nó em dâu thì nó không đẻ đứa nào, còn chị thì chị làm tăng 4 đứa. Bù qua sức lại vậy được rồi. Vậy đó mà. Mà bây giờ ổng muốn chị không đẻ thì ổng phải quan trọng là ở ổng chứ. Ổng không có cho chị cái gì thì chị đâu đẻ được, đúng không? Chị lúc mà đẻ nó xong đó, cái dạng như mình thấp bằng chứng á. Dạ. Thì bây giờ mình phải ghê rồi ha. Mình thoải mái rồi. Bốn đứa ba đứa gái thì vậy chứ chị nhờ lắm nghe. Mày mốt nó phụ chị làm này làm kia, nó mà có hiếu là chị ngồi không và hưởng phước đó. Sướng à. Bà ngoại chồng chị cũng chị là sanh năm một trai ba gái đó. Giờ ba đứa gái nha, hết đứa này tới đứa kia chở đi chùa chơi nè. Tới lễ đó chở đi chùa rồi chở đi ngắm hoa đào. Đã đó mà. Mẹ chồng chị ở gần á, mẹ chị là mẹ chồng chị là gái lớn á. Dạ. Ha, là đi bệnh viện rồi đi chơi đi đây đó bà chở đi xuống. Sướng. Con gái chị, cái này là một của chị đó hả? Nguyên cái này là để đạo cụ để trồng đò làm vườn của chị nè mọi người. Xe tải rồi phân bón rồi bình xịt các thứ rồi phân bò bên kia đó, rồi bao bì đóng gói đồ này. Trời ơi, lớn dữ vậy ha. Bên trong là cái chỗ đóng gói thao đựng dâu rồi. Bye bye. Thôi em xin phép chị em về nha chị. Trời cũng trễ rồi đó, tranh thủ về sớm. Em cảm ơn chị hôm nay đã cho em vô vườn trải nghiệm tham quan. Em chúc chị nhiều sức khỏe ha. Mấy đứa con mau lớn nha. Ít mua cải kê tao mày tôi mánh ai cha. Hãy chứ. Ồ, kia dập nè. Mấy con gà nhìn ngon chị ha. Có bán không chị? Gà nuôi đẻ trứng. Chị không bán hả? Mấy con gà thả vườn này em nhìn thấy ngon nè. Lên chị đãi cho ăn lẩu gà Việt Nam. Em cảm ơn chị. Rồi.
ngày gì tháng 7 nha. Dạ. Mê mấy gà của bà lắm mọi người. Chúc chị nhiều sức khỏe nha, cảm ơn chị. Dạ. Sau khi đi hái dâu xong thì hai chị em của Tiên tới cái quán này Việt Nam của mình ở Chìm Chu ăn đó mọi người. Trời, quán chị này bán cái menu tôi nói 1800 món đâu rồi. Mà đồ ăn ngon cực kỳ nha. Bún riêu ăn cũng rất là ngon, mặt bánh xèo mọi người thấy mở ra hả? Nó nói hả, nhưng một đống như vậy nè, nhưng ngập tràn luôn á. Trời, chị mấy mốt dọn về Cồ Sơn mở chi nhánh được không chị? Đâu không sợ em á. Tặng em ăn chứ bây giờ. Trời ơi, cái nào mọi người, dĩa rau nè, bánh xèo ngon nè, menu quá nè. Menu mấy chục món này là món nào cũng có hết nha, chứ phải là không có nha. Muốn ăn nó cũng có, trừ hộp lộn thì bữa nay hết hộp thôi. Đó, ngoài ra là món nào cũng làm được. Mà còn món ngon không ạ? Đấy, Tiên mở gần, bảy giờ là Tiên tăng 5kg nè. Mà cái bún riêu của bà ăn cái nước cũng đậm đà, cũng ngon. Mà cái bánh xèo nhân nhiều tôi khoái rồi đó. Bánh xèo nhân nè. Rồi. Thấy rõ không My? Rõ. Bánh xèo nhân nè mọi người. Đó, dùng. Đó, bánh xèo nhân nè. Rồi còn dĩa rau nhìn muối hồn cái mén lượng luôn nè. Dĩa rau nước chấm là nhìn ngon nè. Gọn gàng bắt mắt ha. Nhìn hấp dẫn ha. Chỉnh chu liền. Tô bún nè. Phải tô bún sao chứ. Tô bún nãy lỡ trộn lên rồi chứ hả, có giò mà tôi không ăn giò thì lấy ra nha. Hai miếng huyết này là do My nó mang nó quăng qua cho tôi nè. Ngon lắm. Chung là rất là ngon. Bắp chuối Việt Nam nè. Đó, bún riêu mà có chút bắp chuối là chịu liền. Hả? Thịt nè, thịt nè. Đó, rồi chả nè. Đó, có đầy đủ luôn nha. Nhiều khi ăn còn thấy còn ngon hơn một vài chỗ bên Việt Nam nữa đó. Làm bắp chuối không phải cả tháng ngoài chưa được ăn bắp chuối. Từ hồi dậy hàng tới giờ thèm quá. Ngon quá. Chắc mốt phải làm món ruột của quán này thường xuyên á. Khoảng nước cũng ngon nữa. Mà cái hồi nãy lúc mới bưng ra đó nha mọi người, là cái vỏ nó giòn thấu luôn nha. Hồi nãy đem ra là cái bánh xèo giòn thấu luôn á. Mẹ thịt nè, tôm. Cái này thiếu cái gì biết không? Củ dừa là mít nách. Mà chỉ làm củ sắn cũng rất là ngon nha mọi người. Chỉ làm củ sắn. Ở bên hàng làm những củ dừa giống như này. Ngon quá. Ngon quá kìa. Ngồi đi.